Qua cái câu 2 trong cái bộ môn là đường lối cách mạng của Đảng, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ câu này là hoàn cảnh ra đời của cách mạng tháng 8 năm 1945, nội dung ý nghĩa của đường lối kiến quốc. Hoàn cảnh ra đời đầu tiên chúng ta phân tích ý nghĩa là hoàn cảnh ra đời thì bao gồm hai loại, đó là thuận lợi và khó khăn. Đầu tiên là về một thuận lợi, hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu đã được hình thành. Xã hội chủ nghĩa phong trào giải phóng dân tộc và hòa bình phát triển mạnh. Trong nước thì chủ nghĩa dân chủ nhân dân được thành lập. Khó khăn khó khăn đầu tiên đó là nạn đói, nạn nhốt, ngân sách quốc gia thì trống rỗng. Cái thứ hai đó là kinh nghiệm quản lý đất nước còn mầm non kém. Thứ ba là nền độc lập của nước ta chưa được quốc gia nào trên thế giới công nhận và đặt ngoại giao. Trên thế giới công nhận. Thứ tư là với danh nghĩa đồng minh để đến trước khi giới của Nhật, quân đội các nước đã ồ ạt chiếm đóng Việt Nam để tạo cơ hội cho bọn phản động mắc lâu dài. Đó là quân đội các nước. Nhân cơ hội chiếm đóng Việt Nam. Và điều này tạo cơ hội cho bọn phản động. Anh Pháp thì nó đồng loạt bổ sung đánh chiếm Sài Gòn, hòng tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Đồng loạt nổ súng. Đánh chiếm Sài Gòn. Mục đích là nó tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Rồi, nội dung đường lối kiến quốc sang thứ hai là nội dung đường lối kiến quốc. Ngày 20
25 tháng 11 năm 1945. 25 tháng 11 năm 1945 thì Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ thị về kháng chiến kiến quốc, chủ trương ra chỉ thị về kiến quốc, chủ trương như sau. Chủ trương là về chiến lược thì nêu cao mục đích dân tộc là giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc, khẩu hiệu là dân tộc là trên hết, tổ quốc là trên hết. Nêu cao mục đích mục tiêu giải phóng dân tộc, bảo vệ dân tộc, cái thứ hai là xác định kẻ thù, xác định lại kẻ thù, đó là Pháp là xâm lược và phải thành lập mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp. Về phương hướng và nhiệm vụ, về nhiệm vụ thì củng cố chính quyền chống thực dân Pháp, bài trừ nội phản, diệt giặc đói giặc rốt, còn về phương hướng là theo nguyên tắc thêm bạn bất thù. Nên chúng ta đã đưa ra khẩu hiệu Hoa Việt thân thiện và đối với dân tộc Tưởng Nhớ Thạch, đối với quân đội của Tưởng Nhớ Thạch, nhân nhượng Pháp về mặt kinh tế nhưng không nhân độc lập về mặt chính trị. Còn về ý nghĩa đường lối kiến quốc, đó là bảo vệ nền độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền của cách mạng. Xây dựng nền móng đầu tiên cho chủ nghĩa xã hội mới ở chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Xã hội mới, chế độ chuẩn bị những điều kiện trực tiếp cần thiết cho cuộc kháng chiến toàn quốc sau đó. Vậy thì kết thúc
cái câu hỏi hoàn cảnh cái mảng tháng 8, ý nghĩa của đường lối kiến quốc ở đây.